Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Sống Khỏe và Sống Tốt. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung chính như sau. 1. Ngừng làm 4 điều này khi tắm nếu muốn sống thọ hơn. Thứ hai, người có 5 đặc điểm này sẽ miễn nhiễm với ung thư. 3. 4 dấu hiệu cảnh báo đau dạ dày bắt đầu chuyển thành ung thư. Trước tiên, xin mời quý vị tìm hiểu những điều đại kỵ khi tắm rửa để phòng bệnh tật và thậm chí là ngăn ngừa đột tử. Ngừng làm 4 điều này khi tắm nếu muốn sống thọ hơn. 1. Tắm hàng tiếng đồng hồ. Nhiều người xem việc tắm là một hình thức thư giãn, vì thế họ có thể bỏ ra 1 đến 2 tiếng để ngâm bồn hoặc massage cơ thể dưới làn nước nóng. Việc này đem lại cảm giác thư thái nhanh chóng, nhưng bên trong tiềm ẩn hiểm họa không ngờ. Tắm nước nóng trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng nhiễu loạn nhịp tim, nhẹ thì xây sẩm, chóng mặt, nặng thì dễ gây đột quỵ, đặc biệt là người có bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh xơ cứng rải rác. Theo các bác sĩ chuyên khoa, thời gian tắm tối đa là 30 phút với nhiệt độ nước từ 37 đến 40 độ C. Nếu có ngâm bồn cũng chỉ nên ngâm từ 10 đến 20 phút. Thứ hai, tắm ngay sau khi tập thể dục. Sau khi tập thể dục, cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi, phản xạ tự nhiên là ta sẽ đi tắm ngay. Tuy nhiên, một khi cơ thể đã đổ mồ hôi thì mạch máu cũng giãn ra, quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất diễn ra tương đối nhanh. Nếu đi tắm ngay sẽ dễ gây chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp. Vào mùa đông, việc làm trên còn dễ khiến khí lạnh xâm nhập vào cơ thể và gây co mạch, dẫn đến lượng máu cung cấp cho hệ tim mạch không đủ. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ, đột tử khi tắm. Vì vậy, sau khi vận động, chúng ta nên để cơ thể nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi rồi mới tắm rửa. Thứ ba, kỳ cọ quá mức. Khi tắm, ai cũng muốn vệ sinh da sạch sẽ, nhưng nếu chà sát quá mạnh tay, ta sẽ vô tình làm mất đi lớp sừng bảo vệ ngoài da. Ngoài tác dụng giữ da ẩm mịn, lớp sừng này còn bảo vệ ta khỏi vi khuẩn và môi trường bên ngoài. Người tắm quá nhiều, quá kỹ hay chà sát mạnh tay thường có xu hướng bị bệnh viêm da nhiều hơn hẳn. Để bảo vệ sức khỏe lẫn vẻ ngoài, bạn nên dùng bông tắm mềm, tránh các loại sơ mướt quá cứng. Nếu tẩy da chết, chỉ thực hiện 2 đến 3 lần một tuần là vừa đủ. Thứ tư, tắm vòi sen vào tối muộn. Việc tắm vòi sen vào ban ngày không nguy hiểm như khi tắm vào ban đêm. Nguyên do là lúc này cơ thể đã mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc, huyết áp dễ bất ổn, hệ đề kháng kém đi, rất dễ bị nhiễm lạnh lúc tắm. Vòi sen chảy từ trên cao xuống, không đảm bảo cung cấp đủ nhiệt cho cơ thể, càng làm tăng nguy cơ cảm lạnh, thậm chí là đột quỵ nếu tắm quá lâu hoặc trong người có cồn. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo ta chỉ nên tắm từ 10 đến 15 phút vào buổi tối. Nếu trời quá khuya và lạnh, chỉ nên lau người cho sạch sẽ, chứ không nên tắm quá lâu. Quý vị thân mến, nếu tuân thủ những thói quen nhỏ này, bạn sẽ cộng thêm cho mình vài năm tuổi thọ. Khoa học đã chỉ ra lối sống lành mạnh quyết định một nửa độ dài tuổi thọ, cùng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là ung thư. Nếu bạn thuộc những kiểu người sau đây thì xin chúc mừng. Nguy cơ mắc ung thư của bạn gần như bằng không nhờ vào lối sống và thói quen đúng đắn, khoa học. Người có 5 đặc điểm này sẽ miễn nhiễm với ung thư. 1. Người ưa thích thể thao. Các nhà khoa học nhận thấy người yêu thích thể thao thường ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn, do hoạt động thể chất giúp cơ thể cũng tăng khả năng miễn dịch. Dù bạn đơn giản là thích đi bộ, chạy bộ hay thực sự tập luyện một bộ môn thể thao nào đó, đây cũng là thói quen tốt cần duy trì lâu dài. Thứ hai, người không hút thuốc và uống rượu bia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới phân loại, thuốc lá và rượu được xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Trong thuốc lá có chứa nicotine, hắc ín và các chất khác nên dễ gây ung thư phổi. Còn chất chuyển hóa trung gian trong rượu có thể gây đột biến DNA và hình thành khối u ung thư.
Vì thế, bạn càng hạn chế thuốc lá và rượu bia bao nhiêu, nguy cơ ung thư càng giảm đi bấy nhiêu. Thứ ba, người thích ăn trái cây. Đây đều là những loại thực phẩm rất giàu vitamin, chất xơ và các nguyên tố vi lượng nên có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư. Việc ăn thường xuyên hai loại thực phẩm này còn giúp bạn đẩy lùi lão hóa, phòng ngừa xơ vữa động mạch, viêm gan, tiểu đường cùng hàng loạt bệnh nguy hiểm khác. Thứ tư, người luôn vui vẻ, lạc quan. Yếu tố tinh thần cũng tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Người luôn vui vẻ, vái cười sẽ sản sinh ra các hormone có lợi cho cơ thể, nâng cao đề kháng và ngăn ngừa ung thư. Ngược lại, người bị căng thẳng trong thời gian dài dễ bị các độc tố từ chính hormone tiêu cực ấy tấn công. Thứ năm, người khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Ung thư từ giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu rõ rệt, nhưng chúng ta vẫn có thể sớm can thiệp từ lúc tiền ung thư nhờ thường xuyên đi khám tổng quát, chỉ một cơn đau hay một dấu hiệu bất thường thôi. Những người này có thể sớm phát hiện bệnh và can thiệp, chấn chỉnh kịp thời, tránh để ung thư bùng phát. Theo các bác sĩ, cứ nửa năm hoặc một năm, bạn nên đi khám tổng quát và tầm soát ung thư là tốt nhất. Thưa quý vị, điều nguy hiểm của ung thư là nó có thể âm thầm hình thành bệnh trước khi bất kỳ khối u nào xuất hiện. Đây gọi là giai đoạn tiền ung thư, khi những chứng bệnh mãn tính bắt đầu đột biến và chuyển sang ung thư. Đau dạ dày là một trong những bệnh dễ chuyển biến thành ung thư nhất, với những dấu hiệu nổi bật như sau. 4 dấu hiệu cảnh báo đau dạ dày bắt đầu chuyển thành ung thư. Thứ nhất, đau bụng kéo dài. Thông thường, người bị viêm lết dạ dày sẽ cảm nhận cơn đau thắt tầm 1 tiếng sau khi ăn. Với người bị đau dạ dày kinh niên, cơn đau chỉ bùng phát khi căng thẳng hoặc bị bỏ bữa. Tuy nhiên, nếu cơn đau diễn ra liên tục nhiều ngày, vào một khung giờ nhất định, rất có thể ung thư đang âm thầm phát triển trong dạ dày của bạn. Lúc này, tình trạng viêm loét diễn ra nghiêm trọng hơn, khiến cơn đau kéo dài. Thứ hai, xuất hiện các cục u ở vùng bụng trên. Hãy quan sát phần da bụng của bạn. Nếu bạn cảm thấy có một khối căng cứng trên bụng và thậm chí nó còn gây đau ở vùng tim thì cần hết sức chú ý. Khi kích cỡ khối u này tăng lên thì nó có thể dẫn đến những cơn đau ở lưng, ngực và phần sau của xương ức. Đừng để triệu chứng này kéo dài quá lâu, mà nên đi tầm soát ung thư ngay để sớm phát hiện bệnh. Thứ ba, giảm cân không phanh. Khả năng tiêu hóa của người mắc bệnh dạ dày sẽ yếu hơn so với những người bình thường. Lúc này, bạn sẽ thấy xuất hiện các triệu chứng như chán ăn, tiêu chảy, mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bạn giảm cân quá nhanh trong thời gian ngắn, từ vài tuần đến một tháng, mà sau khi uống thuốc vẫn không thấy tình trạng bệnh thuyên giảm, thì đó có thể là dấu hiệu của tiền ung thư dạ dày. Thứ tư, đi ngoài phân đen. Một số loại thực phẩm, thuốc hoặc do mắc bệnh táo bón có thể làm thay đổi màu sắc của phân. Tuy nhiên, nếu chế độ ăn uống vẫn ổn định mà bạn vẫn đi ra phân đen thì chỉ có thể là ổ loét dạ dày đang chuyển sang giai đoạn ung thư, gây nhiễm khuẩn và biến đổi màu phân. Nó cũng có thể đi kèm cảm giác mệt mỏi, ợ chua nhiều hơn hẳn bình thường. Lúc này, đừng chần chừ coi thường mà hãy đến bệnh viện để kiểm tra ngay, giúp điều trị hiệu quả nhất ở giai đoạn đầu của ung thư. Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Sống Khỏe và Sống Tốt cũng xin được phép kết thúc. Kính mong quý vị sẽ chia sẻ những kiến thức bổ ích này đến người thân và bạn bè, giúp bảo vệ sức khỏe trước cả khi bệnh tình xuất hiện. Để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác từ đội ngũ bác sĩ uy tín, hãy nhấn nút theo dõi kênh và nhận thông báo khi có số mới nhất. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.